Đỉnh Thừa, Đỉnh Thừa anh làm gì vậy? Trúc Quân, Trúc Quân, hộp nhỏ, đưa hộp nhỏ cho anh mau, 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 không thể nào, hôm nay em không đưa cho anh. Anh không chịu nổi rồi, em đưa cho anh đi. Không thể nào. Anh còn hút sao? Có đưa anh không? Đưa anh. Được, em không đưa cho anh. Em không đưa, anh tự tìm. Em làm gì vậy? Mau đưa cho anh. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi. Em có đưa không? Em có đưa không? Anh đang hỏi em đó. Em có đưa không? Em không đưa. Dù có chết em cũng không đưa. Là do em ép anh. Em tàn nhẫn quá. Em là muốn thấy anh chết. Anh đánh chết em. Đánh chết em. Anh đánh chết em. Đánh chết em. Nói em biết. Em đang hại anh. Em muốn hại anh chết. Đỉnh Thừa, con làm gì thế? Mặc kệ tôi. Đỉnh Thừa, con làm gì vậy? Còn muốn khế đất. Khế đất. Đưa cho anh. Đưa anh. Đưa đây. Đỉnh Thừa. Lão Thái Gia. Lão Thái Gia. Đưa anh. Đồ súc sinh. Con làm gì vậy hả? Con không muốn sống rồi. Con không sống được rồi. Phúc Toàn, nhấn nó xuống. Người đâu? Trói nó lại. Các người giết tôi đi. Giết tôi đi. Mau lên. Nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia. Bỏ tôi ra. Nhị thiếu gia. Lão Thái Gia, cha không sao chứ? Không sao. Nhị thiếu gia, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Nhị thiếu gia, bỏ tôi ra. Anh tỉnh lại đi. Còn sao rồi Trúc Quân? Tôi không sống được rồi. Mới sáng ra đã không để ai ngủ. La gì mà la? Xin lỗi, xin lỗi làm đau con rồi. Nhịn nhé. Thằng nhóc thối tha này, nó thật sự điên loạn rồi. Ra tay nặng như vậy. Trúc Quân, con tha thứ cho nó. Nó hút thuốc phiện, lên cân nghiện. Nó không thật sự muốn làm thế đâu. Trúc Quân, Trúc Quân, Trúc Quân, Trúc Quân. Tay em sao vậy? Là anh đánh em sao? Không sao. Anh không phải người. Khốn kiếp. Anh không phải người. Anh làm gì vậy? Sao anh lại đánh em ra nông nổi này? Sao anh xuống tay được chứ? Anh đừng như vậy. Em không trách anh. Trúc Quân, Trúc Quân à, mau đi đi. Em đừng ở bên cạnh anh nữa. Mặc kệ anh đi. Anh thật sự không khống chế được bản thân. Anh đừng như vậy được không? Anh đừng như vậy.
Em không hề trách anh. Chưa từng. Anh thực sự không cố ý. Anh không biết gì sao. Lên cơn nghiện một cái, làm sao mình không khống chế được bản thân nữa. Đừng buồn nữa. Chỉ cần anh cai được thuốc là hơn hết thảy. Trúc Vân, em yên tâm, anh nhất định sẽ cai nghiện. Lần sau anh mà còn lên cơn nghiện thì cứ trói anh lại, nhốt anh ở đây một mình. Tuyệt đối đừng ở bên cạnh anh. Đừng nói vậy. Chỉ cần anh cai nghiện được thì em sẽ mãi ở bên anh. Nhị phu nhân, đây là tiền tiệm thuốc mà ta kiếm được. Đây là hoa hồng của bà. Cuối cùng cũng kiếm được hoa hồng. Lợi nhuận lớn hơn còn ở phía sau kìa. Bà đợi mà xem đi. Chuyện làm ăn của mình càng làm càng phát đạt. Được. Để tôi nói ông nghe. Thiếu phu nhân nhà tôi bảo là muốn cấm thuốc phiện, giả lại chuyên nhằm vào phá bỏ tiệm thuốc như chúng ta. Con ngốc đó à, cô ta có bản lĩnh này không? Thì tôi lo mà. Bà cứ việc yên chí đi. Nếu con ngốc đó đóng hết được tiệm thuốc ở huyện thành Long Du thì Cao Mổ đây không làm huyện trưởng nữa. Nào, huyện trưởng Cao, nào, tôi mời ông một ly. Có câu này của ông, tôi yên tâm rồi. Được, nào, cạn. Là em sao? Là em sao Trúc Quân? Cho anh hút một hơi đi. Trúc Quân, anh biết chắc chắn là em. Cho anh hút một hơi đi. Mẹ chồng. Mẹ. Trúc Quân, nếu thực sự không được thì con cho nó hút một hơi đi. Con nghe tiếng nó không? Mẹ thực sự không chịu đựng nổi. Tim mẹ bị tiếng kêu của nó làm tan nát rồi. Con hiểu cảm nhận của mẹ. Nhưng mẹ ơi, phải trải qua chuyện này. Con cũng không nỡ, con cũng không đành. Nhưng mà không trải qua ải này thì anh ấy không cai thuốc được đâu. Thừa Nhi, mẹ chồng, Tam phu nhân, mẹ biết. Nhưng mẹ không chịu nổi. Mẹ không chịu nổi con trai mình kêu la như vậy.
Con có biết lòng mẹ không? Lòng mẹ tan nát cả rồi. Con cho nó hút một hơi đi. Mẹ chồng, chúng ta đều vì tốt cho anh ấy. Mẹ tuyệt đối không thể như vậy. Thừa Nhi, vợ con nói đúng. Con cố nhịn đi. Nếu con không cai được thuốc thì nửa đời sau của con sẽ tiêu mất. Mẹ đừng khóc nữa. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, ngoài cửa có người tìm cô. Là ai? Tôi không biết, chưa từng gặp người này. Mẹ chồng, con ra ngoài xem thử. Minh Tú, ở với mẹ chồng. Mẹ, con cầu xin mẹ.